Chào đón các em đã đến với bài học bảng nhân 2. Qua bài học này thì các em sẽ được lập bảng nhân 2 và thuộc bảng nhân này, thực hành nhân 2, giải bài toán và đếm thêm 2. Đầu tiên thì các bạn quan sát, ở đây cô có hình ảnh của hai chấm tròn. Và 2 được lấy một lần, ta sẽ viết là 2 nhân 1. Kết quả của phép tính này bằng 2, vì mình biết được rõ ràng ở đây chỉ có hai chấm tròn thôi. Và nếu cô thực hiện lấy 2 lần hai cái chấm tròn này thì 2 được lấy 2 lần, ta có 2 nhân 2. Và 2 nhân 2 thì các bạn đếm ở đây có tổng cộng là 4 chấm tròn, cho nên mình biết được kết quả của phép tính này sẽ là 4. 2 nhân 2 thì sẽ bằng 2 cộng 2 này, bằng 4. Vậy 2 nhân 2 bằng 4. Cô lấy ra 3 lần 2 chấm tròn, hoặc chúng ta có thể nói 2 được lấy 3 lần, ta có 2 nhân 3 sẽ bằng 2, cộng 2, cộng 2, 2 cộng 2 cộng 2 thì bằng 6. Vậy 2 nhân 3 sẽ bằng 6. Thực hiện tương tự như vậy, các bạn có thể tìm ra được kết quả của những phép tính 2 nhân với 4 bằng 8, 2 nhân 5 thì bằng 10, 2 nhân 6 bằng 12, 2 nhân 7 bằng 14, 2 nhân 8 bằng 16, 2 nhân 9 bằng 18 và 2 nhân 10 bằng 20. Những gì các bạn vừa thực hiện thì là các bạn đã lập được bảng nhân 2. Đây là bảng nhân 2. Các bạn cần học thuộc và ghi nhớ cho kỹ để có thể làm tốt những bài tập có những số áp dụng tới bảng nhân 2. Vậy thì để khắc sâu hơn những kiến thức mình được học trong bài này, mời các bạn thực hiện tính nhẩm. Vì mình đã được học bảng nhân 2 rồi, cho nên dễ dàng mình sẽ viết được kết quả của những phép tính như sau. 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 6 bằng 12, 2 nhân 8 bằng 16, 2 nhân 10 bằng 20, 2 nhân 1 bằng 2. Tương tự như vậy, đây là kết quả của những phép tính còn lại. Bài 2, mỗi con gà có 2 chân, hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân? Cô đã có hình ảnh để minh họa cho các bạn dễ hình dung. Ở đây chúng ta biết được là mỗi con gà có 2 chân, thì mình có thể thực hiện là để biết được 6 con gà có bao nhiêu chân, mình làm như sau. Số chân của 6 con gà là, mình sẽ lấy 2 là số chân mà một con gà có, mình nhân với 6 là số lượng con gà. 2 nhân 6 mình đã được học thì bằng 12, đơn vị là chân, đáp số 12 chân. Bài 3, đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Vậy thì từ số này mình sẽ đếm thêm 2 đơn vị nữa để viết được số liền kề nó. Ở đây là 2 này, 2 thêm 2 thì bằng 4 này, và 4 thêm 2 thì bằng 6. Tương tự như vậy thì các bạn có thể viết được số tiếp theo sẽ là số 8. 8 thêm 2 thì được 10, 10 thêm 2 bằng 12. Đây, mình đã làm đúng rồi, tại vì 12 mình thêm 2 nữa là được 14, là giống như số đã cho trước. Sau đó mình thực hiện tiếp, 14 thêm 2 thì bằng 16, 16 thêm 2 thì bằng 18, và số cuối cùng là một số 20. Thực hiện xong rồi, mời các bạn mở iCbook ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức mình được học trong bài học này. Hãy mở iCbook vở bài tập toán 2 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 91 bảng nhân 2. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Tính nhẩm. Để làm bài, các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. 2 x 5 có kết quả là bao nhiêu? Chúng ta đã được học bảng nhân 2 rồi, thì 2 x 5 sẽ có kết quả bằng 10. Chúng ta sẽ viết 10. Hãy kiểm tra. Hoan hô, bé giỏi quá. Cô đã làm bài đúng rồi, và cô tin là các bạn sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Hãy nhấn vào nút tiếp tục để hoàn thành những phép tính còn lại. Làm bài xong, nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử em đã làm bài đúng chưa. Sau đó, thực hiện bài 2. 2. Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân? Đọc kỹ đề bài, ta biết được là mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân? Thì để biết được 5 con chim có bao nhiêu chân, chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Lấy 2 nhân 5, tại vì con chim nào cũng đều có 2 chân, đúng không? Vậy thì mình sẽ viết lời giải là 5 con chim có số chân là, sau đó thực hiện phép tính nhân, lấy 2 nhân 5 để tìm ra được kết quả của bài toán này. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài và
Làm bài như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem em làm bài đúng chưa. Sau đó thực hiện bài 3. 3. Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày? Đọc kỹ đề bài em biết được rằng mỗi đôi giày thì có 2 chiếc giày. Bây giờ để biết được 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày thì chúng ta phải làm như thế nào? À, vì đôi giày nào cũng có 2 chiếc có đúng không? Cho nên để biết được 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày, các em sẽ lấy 2 nhân với 10 là tìm ra được kết quả của bài toán này. Hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Thực hiện giải bài toán này như cô vừa hướng dẫn. Giải bài toán xong các bạn nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Sau đó thực hiện bài 4. 4. Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Để làm bài các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Các bạn quan sát này, 2. 2 thêm 2 thì được 4. 4 thêm 2 thì được 6. Chúng ta hãy đếm thêm 2 để viết được số thích hợp vào ô trống tiếp theo nhé. Vậy 6 thêm 2 thì được 8. Cô sẽ viết 8 này. 8 thêm 2 thì được 10. 10 thêm 2 là được 12, có đúng không các em? Vậy là chúng ta viết số 10 ở đây là đúng rồi đấy. Và tiếp tục, 12 thêm 2 thì được 14. 14 thêm 2 thì được 16. 16 thêm 2 thì bằng 18. Chứng tỏ là chúng ta đã làm đúng vì số 18 là họ đã cho trước đây. Và cuối cùng 18 thêm 2 thì chúng ta sẽ được 20. Hãy làm bài như cô hướng dẫn. Làm bài xong các em nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa.